Cùng với các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 17 xác định, một trong những ưu tiên phát triển của thành phố Hà Nội là xây dựng hệ thống y tế xứng tầm vị thế thủ đô cũng như khu vực, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân thành phố cũng như các tỉnh phía Bắc. Trong suốt những năm qua, ngành y tế thủ đô không chỉ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân mà còn có đóng góp ngày càng tích cực vào sự phát triển của nền y học Việt Nam. Đóng góp vào thành công chung đó, Bệnh viện Thanh Nhàn vinh dự là một trong 4 bệnh viện thuộc phân nhóm bệnh viện hạng 1 trên địa bàn Hà Nội, đã và đang từng bước tạo dựng được thương hiệu vững mạnh, trở thành điểm khám chữa bệnh uy tín, đáp ứng nhu cầu y tế ngày càng cao của nhân dân nội, ngoại thành Hà Nội và trên khắp cả nước. Bệnh viện Thanh Nhàn tiền thân là Bệnh xá Mai Hương vào đầu năm 1958. Ban đầu, bệnh xá chỉ có 5 gian với 5 giường bệnh, 16 cán bộ, nhân viên y tế. Tháng 9 năm 1970, Bệnh xá Mai Hương được đổi tên thành Bệnh viện Hai Bà Trưng, quy mô 100 giường bệnh, 124 cán bộ, công nhân viên y tế. Năm 1972, Bệnh viện Hai Bà Trưng được xây dựng lại với quy mô diện tích trên 50.000 m2. Vào ngày 3 tháng 7 năm 2000, Bệnh viện Hai Bà Trưng được đổi tên thành Bệnh viện Thanh Nhàn. Trải qua 63 năm xây dựng và trưởng thành, bệnh viện đã từng bước khẳng định vị thế của mình, đóng góp cho nền y học thủ đô. Bệnh viện được giao 800 giường bệnh, nhưng thực tế là 1.200 giường với 44 khoa phòng, ban và đơn nguyên. Quy tụ đội ngũ bác sĩ được đào tạo trong và ngoài nước đến từ nhiều chuyên khoa khác nhau, có nhiều năm kinh nghiệm công tác. Mỗi năm, bệnh viện thực hiện hơn 10.000 ca mổ, trong đó 80% là phẫu thuật nội soi. Nhiều y bác sĩ, cán bộ, viên chức, năng động, tâm huyết, trau dồi chuyên môn, rèn luyện y đức, tích cực nghiên cứu khoa học và đào tạo. Nhiều kỹ thuật lâm sàng và cận lâm sàng mới, tiên tiến được áp dụng góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân nặng. Nhằm đáp ứng và nhân lên những sự hài lòng của bệnh nhân và nhân dân, bệnh viện đã triển khai nhiều kỹ thuật tiên tiến, chú trọng đầu tư trang thiết bị và cơ sở vật chất thực hiện được những ca bệnh khó. Là đơn vị được thành phố đầu tư hệ thống phòng mổ hybrid hiện đại, máy chụp cắt lớp vi tính CT 128 dãy, máy chụp cộng hưởng từ MRI, siêu âm màu 4D cùng nhiều trang thiết bị hiện đại khác đáp ứng tối đa nhu cầu thăm khám, điều trị bệnh của bệnh nhân. Đặc biệt, trải qua 28 kỳ hội thao kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành y tế khu vực Hà Nội, Bệnh viện Thanh Nhàn là một trong những đơn vị tham gia có chất lượng, đóng góp cho hội thao nhiều đề tài kỹ thuật có tính ứng dụng cao trong y tế. Vinh dự nhận 5 bằng khen của Bộ Y tế qua nhiều kỳ hội thao, trong đó có các kíp kỹ thuật, xây dựng phần mềm LabTM trong quản lý cấp phát máu, đốt nhánh thần kinh gai sống qua da bằng sóng cao tần, cải tiến dụng cụ bơm hơi khung đại tràng trong kỹ thuật chụp nội soi ảo khung đại tràng là các kíp kỹ thuật đạt giải nhất tại các kỳ hội thao năm 2017-2019. Vinh dự nhận 2 bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố, nhiều bằng khen, giấy khen của Đoàn Thanh niên thành phố, Sở Y tế. Là đơn vị đạt nhiều giải cao tại triển lãm, giải toàn đoàn, giải cho các kíp kỹ thuật trong các kỳ hội thao. Năm nay, hưởng ứng hội thao kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành y tế khu vực Hà Nội lần thứ 29, Bệnh viện Thanh Nhàn có 29 đề tài chất lượng tham gia tại cơ sở. Từ đó xét chọn 10 đề tài xuất sắc nhất tham gia hội thao và 11 đề tài tham gia hội nghị khoa học và công nghệ tuổi trẻ ngành y tế lần thứ 20 tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Song song với làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, dưới sự chỉ đạo sát sao tâm huyết của giám đốc bệnh viện, đoàn viên, thanh niên và đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên Bệnh viện Thanh Nhàn luôn là lực lượng tiên phong trong mọi hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, trong các hoạt động an sinh xã hội và tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng. Các hoạt động khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí, chăm sóc sức khỏe cho đối tượng chính sách, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân của các liệt sĩ, người có công với cách mạng thường xuyên được triển khai, ghi dấu ấn đẹp về những lương y như từ mẫu. Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về cộng đồng được bệnh viện triển khai hiệu quả trên địa bàn thành phố và lan tỏa ra nhiều tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể như tổ chức hoạt động khám tình nguyện cho nhân dân và thanh thiếu nhi phường Thanh Nhàn, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, tích cực tổ chức và tham gia các chương trình tình nguyện khám bệnh, khám sàng lọc các bệnh không lây nhiễm cho người dân tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang và tham gia các đoàn công tác tình nguyện của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội tại các tỉnh thành, phát huy tinh thần Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước. Với đội ngũ nhân lực có trình độ chuyên môn cao, cơ sở vật chất từng bước được hoàn thiện, Bệnh viện Thanh Nhàn đã và đang khẳng định được vị trí của mình, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Với tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, Bệnh viện Thanh Nhàn kỳ vọng sẽ mang đến hội thao kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành y tế khu vực Hà Nội lần thứ 29 nhiều đề tài, sáng kiến kỹ thuật sáng tạo mang tính ứng dụng cao, góp phần làm nên thành công của hội thao và đóng góp vào sự phát triển của ngành y tế thủ đô.